Rồi rồi, bớt hát lại hái dâu đi, cho người ta ăn Tết đó bà nội. Rồi, hái dâu nè, đây là tiết mục hai chồng mình đi hái dâu về cho khách. Đặt 6 kg, chiều nay gửi về Cần Thơ. Dâu này là dâu cuối mùa cho nên trái nó cũng không được đẹp lắm. Nhưng mà mình sẽ cố gắng lựa những trái nào mà đẹp, to để gửi cho khách. Còn những quả nào mà không được đẹp thì mình đem về, mình trộn với đường, mình ngào lên để mình làm mứt dâu nha các bạn. Có nhiều bạn khách hỏi là dâu sao mà giá rẻ quá vậy, còn nhà nghỉ thì cũng giá sao mà rẻ quá, phục vụ có tốt không? Thì thật sự các bạn cứ đến vườn dâu rồi đến nhà nghỉ của mình trải nghiệm thử nha. Thì các bạn đến vườn dâu thấy dâu hợp lý thì các bạn mua thôi, đến nhà nghỉ mình thấy phòng nhà nghỉ mình sạch sẽ ok thì các bạn ở thôi. Nói chung là thuận mua hay là ai mua cũng vậy thôi, quán cũng bán giá y như nhau thôi. Sau khi mà hai chồng mình hái dâu rồi đó thì xuống đây em chủ này phải lựa lại nữa nha bạn, chứ không phải là để lộn xộn gì cho các bạn đâu. Trả tôi rồi, trả tôi chủ tôi bay luôn, xong luôn chứ chứ tầm vô nó khùng, nó điên quá. Và mình cũng xin chia sẻ cái này với các bạn trẻ là các bạn muốn test độ uy tín của một cái nhà nghỉ nào á thì các bạn nên mạnh dạn kết bạn Zalo và gọi video call để xem phòng trực tiếp nha các bạn. Đây, dâu sau khi hái về thì giờ mình sẽ cắt ra làm sạch, đi rửa, ướp đường, sẽ làm mứt dâu nha cả nhà. Sau khi ướp đường và phơi nắng được 2 tiếng đồng hồ thì vợ mình đem vào bắt lên bếp để mà này gọi là sên nha các bạn. Mình làm thành mứt á cho nó kẹo lại. Đây là thành quả của 1 kg dâu tươi sau khi sên làm lại thành mứt dâu thì được hủ nửa ký.